Xin chào tất cả các bạn. Thì ở bài trước chúng ta đã cùng nghiên cứu về câu chuyện mệnh thổ, mệnh kim và mệnh thủy của chúng ta, đúng không ạ? Thì ở bài chia sẻ lần này chúng ta đã cùng nghiên cứu về câu chuyện mệnh mộc và màu sắc phong thủy trong mệnh mộc. Thì như chúng ta đã cùng nhìn với nhau ở phần trước đó, với câu chuyện ngũ hành thì đó là thủy sinh mộc, thì mọi người lưu ý nhé. Thủy sinh mộc trong câu chuyện là gì? Thủy sinh mộc lên nước nuôi dưỡng cây trồng, đúng không ạ? Thủy sinh mộc. Thì khi mà mọi người thiết kế logo hay thiết kế cái banner quảng cáo của mọi người, hoặc là mọi người mặc trang phục trong ngày khai trương sự kiện của mọi người, hoặc thậm chí là mọi người làm việc trực tiếp với cả người lãnh đạo hay là mọi người đối tác của mọi người, thì mọi người chọn lựa cái mệnh cho nó phù hợp, chứ không chỉ đối diện trong màu sắc của cái logo banner quảng cáo, mà trực tiếp liên quan đến câu chuyện mọi người làm việc cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Thì đối với câu chuyện liên quan đến mệnh mộc thì màu tương sinh của mệnh mộc thì thực ra là nhiều người thích màu xanh, đó là bản mệnh của bản thân của mệnh mộc, đúng không ạ? Màu xanh, mọi người thấy không ạ? Màu xanh cũng là lá cây, cũng là màu của mệnh mộc rồi, nhưng bản thân câu chuyện là mọi người cũng thể kết hợp với cả màu của mệnh thủy, đó là màu xanh xanh dương, xanh đậm, hoặc là màu liên quan màu xanh đen chẳng hạn. Thế đây là màu của mệnh thủy, bản thân màu của mệnh thủy rất là phù hợp đó. Thì đối với câu chuyện mà cũng có một gợi ý nhỏ cho mọi người, đó là bản thân màu tương sinh của mọi người đó là mọi người màu xanh, màu mệnh mộc, và bản thân đó là màu của rất là nhiều người mà họ thiết kế các cái phụ kiện màu xanh, cũng là trang phục màu xanh, nó hài hòa với câu chuyện của màu tương sinh của chúng ta. Thì có một lưu ý cho mọi người, đó là màu tương khắc thì người mạng mộc rất là kiêng màu trắng, bản thân màu trắng là tượng trưng hành kim, mà kim thì khắc mộc, nên mọi người phải lưu ý trong câu chuyện đó là không sử dụng màu mệnh kim màu trắng khi mà chúng ta thiết kế logo, hạn chế sử dụng thôi, đúng không ạ? Trong cái vấn đề thiết kế logo, hoặc là mọi người thậm chí là mọi người khai trương, ngày khai trương của mọi người hay làm việc với cả bản thân những người mệnh kim, cũng có cái mọi người phải lưu ý. Đối với câu chuyện liên quan đến mệnh mộc thì mọi người có thể search một số câu chuyện liên quan đến logo mệnh mộc, thì mọi người thấy không ạ? Màu xanh tràn khắp nơi luôn, mọi người thấy không ạ? Bản thân màu xanh là màu mệnh mộc rồi, nên bản thân khi mọi người search logo mệnh mộc ấy thì rất là nhiều màu xanh chúng ta rồi đó. Đây là một số cái logo của mệnh mộc, mọi người thấy không ạ? Đó, màu xanh thì mọi người phải lưu ý nhé. Thì các bạn search Google là logo mệnh mộc thì các bạn sẽ nhìn ra được một số cái logo mà nó phù hợp với cả mệnh mộc, đúng không ạ? Cũng bên cạnh đó thì mọi người search luôn xem cái, mọi người phải đầu tiên mọi người phải xác định được là cái mệnh của mọi người là năm bao nhiêu. Thì mệnh mộc, người mệnh mộc mộc sinh năm nào, được không ạ? Thì mọi người có thể search cái khái niệm là người mệnh mộc sinh năm nào, thì mọi người sẽ search ra được một số cái năm sinh, có nghĩa là bản thân chúng ta phải xem ví dụ ở bên chúng ta nhìn nhận là câu chuyện là năm 1960 chẳng hạn, thì mọi người muốn năm 1960 là năm bao nhiêu, đúng không ạ? Thì ta phải search là gì, 1960 là mệnh gì chẳng hạn, thì mọi người sẽ search trên Google nhá, thì nó sẽ biết được mệnh của chúng ta là mệnh gì. Đây mọi người nhìn thấy Canh Tý thì mà năm 1960 thì mình sẽ thấy được là mệnh của đấy là mệnh thổ, mọi người thấy không ạ? Thì có nghĩa là mọi người phải search trên Google để mọi người biết được rằng mệnh của chúng ta là gì, thì nó sẽ bắt đầu nghiên cứu cái màu sắc của mệnh, đúng không ạ? Đối với câu chuyện của 1960 đó là mệnh thổ, còn đối với logo của mệnh mộc, đây là một số cái năm sinh của người mệnh mộc này, đó 1989, 1929 này. Ví dụ 1989 là kỷ tỵ, đó là mệnh mộc chẳng hạn. Thì đối với những người sinh năm 1989 là kỷ tỵ thì sẽ logo là phù hợp với cái mệnh mộc, đó là màu sắc màu xanh chẳng hạn, đó màu xanh hay một số cái màu như màu đen hoặc là màu xanh đen rất là phù hợp với cả màu của mệnh với người mệnh mộc, đó là màu của mệnh thủy tương sinh ra mệnh mộc, đúng không ạ? Thì mọi người phải lưu ý trong quá trình mọi người sử dụng và chọn logo, đặc biệt lưu ý là mọi người phải chọn đúng ngày sinh, năm sinh của mình nhé. Năm sinh này đang thiết kế là năm dương lịch mọi người nhé, thì đấy mọi người phải lưu ý trong quá trình mà chúng ta thiết kế cái logo, miễn sao cho nó phù hợp với cả mệnh của chúng ta, phải là người lãnh đạo của chúng ta, được không ạ? Rất cảm ơn tất các bạn, rất là các bạn, và mong là các bạn có thể chọn lựa cho mình, đã chọn lựa cho mình những người mệnh mộc, đã chọn lựa cho mình được màu sắc nó phù hợp với cả cái logo của chúng ta qua bài chia sẻ của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài chia sẻ lần sau. Cảm ơn tất cả các bạn.